Bổ nhiệm giám mục phụ tá Tổng giáo phận Hà Nội. Đức giáo hoàng Francisco đã bổ nhiệm linh mục Giuse Vũ Công Viện thuộc linh mục đoàn Tổng giáo phận Hà Nội làm giám mục phụ tá Tổng giáo phận Hà Nội. Hôm nay, ngày 26 tháng 10 năm 2024, Đức Tổng giám mục Marek Lasecki, đại diện Tòa Thánh Thường trú tại Việt Nam thông báo, Đức giáo hoàng Francisco đã bổ nhiệm linh mục Giuse Vũ Công Viện thuộc linh mục đoàn Tổng giáo phận Hà Nội làm giám mục phụ tá Tổng giáo phận Hà Nội. Đôi dòng tiểu sử linh mục Giuse Vũ Công Viện. Linh mục Giuse Vũ Công Viện sinh ngày 23 tháng 2 năm 1973, quê quán thôn Tân Độ, xã Hồng Minh, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội, thuộc giáo xứ Tân Độ, Tổng giáo phận Hà Nội. Năm 2000 đến năm 2007, tu học tại Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội. Ngày 31 tháng 5 năm 2007, lãnh chức phó tế. Ngày 20 tháng 12 năm 2007, thụ phong linh mục qua nghi thức đặt tay của Đức Tổng giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt tại nhà thờ chính tòa Hà Nội. Năm 2008 đến năm 2010, linh mục phó sứ An Lộc, thường trực tại Bình Cách. Năm 2010 đến năm 2014, du học tại Philippines và Canada. Năm 2014, tốt nghiệp học vị thạc sĩ giáo luật. Từ năm 2014 đến nay, linh mục đại diện tư pháp. Từ năm 2014 đến năm 2018, linh mục phó văn phòng Tòa Tổng giám mục Hà Nội. Năm 2015 đến năm 2021, linh mục chính xứ Nam Dư. Năm 2021 đến năm 2022, linh mục chính xứ Kẻ Sét. Năm 2021 đến năm 2022, phó tổng thư ký và thành viên ban soạn thảo công nghị Tổng giáo phận Hà Nội. Từ năm 2022 đến nay, giám học Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội. Từ ngày 16 tháng 1 năm 2024, phó chánh văn phòng tiếp nhận trình báo lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên và những người dễ bị tổn thương của Tổng giáo phận Hà Nội. Ngày 26 tháng 10 năm 2024, Đức giáo hoàng Francisco bổ nhiệm làm giám mục phụ tá Tổng giáo phận Hà Nội.